Ở sắp ra mắt có tên gọi hoàn toàn mới. Báo cáo mới nhất cho biết iPhone giá rẻ mà Apple có thể ra mắt ngay đầu năm tới sẽ có tên iPhone 9. Trước đó, nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo cho rằng Apple sẽ ra mắt iPhone SE 2 giá rẻ vào đầu năm 2020. iPhone SE 2 sẽ có thiết kế gần giống với iPhone 8. Apple bắt đầu có cách đặt tên không theo quy luật từ năm 2017 với việc ra mắt của iPhone 8 và iPhone X năm sau đó. Người dùng chứng kiến loạt iPhone mới với các tên gọi iPhone XR iPhone XS và iPhone XS Max. Năm nay, Apple lại quay về với loạt iPhone mới mang tên iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Điều đáng lưu ý là Apple đã bỏ qua con số 9 trong cách đặt tên các dòng iPhone mới của mình cho đến thời điểm hiện tại, nhưng một báo cáo mới từ trang Makotakara của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết, iPhone giá rẻ thường được biết đến với tên gọi iPhone SE 2 sẽ được Apple đặt tên là iPhone 9. Cũng theo nguồn tin này, iPhone SE 2 có thể mang tên iPhone 9 sẽ sử dụng thân máy của iPhone 8, nhưng trang bị chip A13 Bionic và màn hình LCD 4.7 inch. Thông tin dò dỉ trước đó cho biết, iPhone giá rẻ, iPhone 9 hoặc iPhone SE 2 sẽ có giá khởi điểm 399 đô la Mỹ, máy có các màu bạc, xám không gian và đỏ. Mới đây ông Kuo cũng đưa dự báo, Apple sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone mới vào năm sau đều hỗ trợ mạng 5G. Các mẫu iPhone 2020 cao cấp sẽ bỏ cổng Lightning và cung cấp trải nghiệm không dây hoàn toàn.